Mùa hè, ngoài việc sợ đen da thì mình còn rất sợ một thứ, chính là mụn. Cái mùa mà BHA xịn nhất chính là mận, vải, nhãn, thì nhau cám dỗ mình rồi lôi kéo những em mụn xuất hiện. Vậy nên, ngoài việc chăm sóc da kỹ lưỡng hơn, ăn uống heo thì hơn, thì chị em cũng nên thủ sẵn một em sản phẩm chuyên trị những nốt mụn đáng ghét này. Nhưng không phải ai cũng lựa chọn được em trị mụn phù hợp. Trong video bên dưới shop sẽ chia sẻ thông tin về em Lumot Acne mẫu mới, một trong những sản phẩm đánh bại được tất cả các loại mụn. Hãy cùng shop tìm hiểu nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. serum chấm mụn Lumot Acne mẫu mới được cho ra mắt, với những thiết kế có phần khác so với bản cũ, như là với mẫu thiết kế cũ là chai đen hộp trắng, thì đổi sang thiết kế mới chai xanh vỏ xanh có vẻ tông sờ tông hơn hẳn. Ngoài ra với thiết kế siêu sinh với dạng hình trụ, nắp cao su, dòng này giúp bạn dễ dàng lấy tinh chất ở bên trong bằng cơ chế hút đẩy. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm có tông màu xanh lơ đậm rất sang trọng, đẳng cấp. Các thông tin trên bao bì khá đơn giản, ngắn gọn. Tuy vậy bạn cũng có thể nhận ra một vài chi tiết giá trị, như đây là serum dùng cho da gì, có tác động ra sao. Ngoài ra, Serum có dung tích 5ml nên dễ dàng mang theo đến bất cứ đâu. Nhờ đặc điểm này, sản phẩm còn tránh nguy cơ bị oxy hóa, không khí xâm nhập, làm ảnh hưởng tới dưỡng chất bên trong nữa nhé. Bên trên là những điểm nổi bật của em Serum Lumot Acne mẫu mới, chị em có thể tìm hiểu kỹ hơn và lựa chọn sử dụng nhé. Thành phần của Lumot Acne được chiết xuất tự nhiên 100%, nên rất lành tính và phù hợp với mọi loại da. Cụ thể, chiết xuất quả aronia giúp chống oxy hóa và diệt vi khuẩn từ sâu bên trong da giúp xe cổi mụn nhanh chóng chiết xuất từ men nho là thành phần có trong serum lumot giúp giảm đỏ kháng viêm và sưng tấy của các loại mụn viêm mụn bọc hay mụn nặng chiết xuất dầu đậu nành công dụng sản sinh tế bào giúp tái tạo da nhanh chóng ngoài ra còn có chiết xuất dầu dừa giúp đẩy tế bào chết và chống viêm nhiễm và các loại thảo mộc phương đông hỗ trợ kháng khuẩn và chống viêm bên cạnh đó còn có các loại thành phần an toàn và lành tính khác giúp hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả cho da Serum trị mụn Lumot Acne, hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị mụn Lumot, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.